Thì trong cái mùa mới này Triệu Vân rất là mạnh nha anh em. Bây giờ mình sẽ căng luôn bang này thử ra sao này. Mày hả mày, quất mày luôn, khô máu mày luôn, xuống xác mày luôn, chơi mày luôn, quất mày luôn. Mày hả bưởi, nãy hai thằng chết rồi. Triple kill ngay anh em ạ. À. Anh em thấy hay hay không? Triệu Vân khá là mạnh nha anh em. Quá mạnh luôn đó anh em ạ. À. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì trong cái mùa mới này, anh em muốn tìm kiếm cách chơi, cách lên đồ phù hợp và bảng ngọc chuẩn và mạnh nhất của Triệu Vân để leo rank lên kênh cầu thủ rất là nhanh, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất cái build đồ bảng ngọc phù hiệu luôn nha anh em. Đấy, thì mình đầu tiên vào trong rừng mình đã bị tên bạn nó gank một bạn, nhưng mà không sao. Thì mình đã đi farm một vòng rừng rồi là mình núp bụi, mình bố cho cái thằng ta chi của tiên bạn há hỏng ngay anh em ạ. À. Nên là ta chi của tiên bạn nó đi ngang qua, nó đi lên kia đã định ganh, nhưng mà đâu có ngờ là mình núp bụi, mình bố nó một phát là nó đi về với chầu Diêm Vương ngay anh em ạ. À. Thì Triệu Vân trong cái mùa mới này á thì anh em vẫn thấy nó rất là mạnh nếu anh em biết cách chơi nha. Thì anh em chơi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Thì đầu tiên về cái nội tại của Triệu Vân. Nội tại của Triệu Vân anh em phải biết rằng đó là nội tại của Triệu Vân là mỗi cái lần hạ tướng địch hoặc là phụ trong hoặc là phụ để mà tướng team mình hạ tướng địch á, thì Triệu Vân nó sẽ cộng dồn một cái dấu ấn. Thì mỗi cái dấu ấn như vậy á, nội tại như vậy á, thì nó sẽ cộng tới 20 điểm công vật lý. À mày gấu chết ngay gấu anh em ạ. À. Mình chỉ cần ra mình bố một bố là thằng gấu nó nằm im ru ngay á mà. Đấy, đó là một cái pha đánh núp bụi thần trưởng anh em. Rồi thì anh em muốn mà nó Triệu Vân mà nó tối đa quá sát thương á, thì anh em phải đánh hào và phụ để tích nội tại nha. Tối đa thì 20 nội tại nha anh em. 20 nội tại mà nhân cho mỗi nội tại là 20 điểm công vật lý là tới 400 công vật lý lần đó anh em ạ. À. Nên rất là nhiều. Đấy, thì khi mà anh em thấy mà Triệu Vân 20 nội tại là anh em rất là sợ. Rồi đầu tiên về cái chiêu 1 của Triệu Vân thì là cái chiêu này nó có tác dụng là tăng tốc nha anh em, tăng tốc. Rồi chiêu 2 thì nó có tăng mạnh tốc đánh luôn, thì nó sẽ tăng 100% tốc đánh. Đấy. Còn chiêu cuối thì nó gây, nó bổ xuống và nó gây sát thương chuẩn. Ôi solo à, chơi mày luôn, quốc bị khô máu mày luôn, chết bố mày, sợ mày quá đấy. Đấy thì mình chơi luôn gấu nha anh em, gấu tưởng đâu nó mạnh, nó ra nó solo tay đôi với mình, ai ngờ mình dĩ đến số ngay. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đẩy luôn cái đường lính này nha anh em. Thấy team bạn nó không ra thì bây giờ mình đẩy luôn cái trụ này. Mình đẩy ra luôn cái trụ này nha anh em. Sau khi đẩy trụ này thì mình sẽ mình về mình farm tiếp cái bùa của mình. Đấy, thì anh em á. Đây là mình sẽ lưu một tí. Thì trong cái mùa mới này Triệu Vân rất là mạnh nha anh em. Bây giờ mình sẽ căng luôn bang này thử ra sao này. Mày hả mày, quất mày luôn, khô máu mày luôn, xuống xác mày luôn, chơi mày luôn, quất mày luôn. Mày hả bưởi, nãy hai thằng chết rồi. Triple kill ngay anh em ạ. À. Anh em thấy hay hay không? Triệu Vân khá là mạnh nha anh em. Quá mạnh luôn đó anh em ạ. À. Thì anh em bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, đó là cái pha mình căng ba rất là nhanh gọn ở cái giai đoạn đầu game. Đấy, mình đã giết được 6 mạng rồi anh em, quá là xinh xong. Khá là xanh rồi anh em. À, Triệu Vân mà cái mùa này á, mà anh em lên đúng theo cái build đồ của mình. À ui dùi ui, một con nhọn là đà. Ui chùi ui là thần thánh luôn anh em ạ. Quá là mạnh luôn, quá là xanh sao luôn anh em ạ. Không ngờ là buồn ngủ lại gặp chiêu manh anh em ơi. Thì pha đó thì thằng ở đâu tự nhiên cái thằng Esu nó lại lòi cái đầu ra, mà trong khi nó còn một tí máu nữa chứ. Mình búa cái ulti là mình ăn rồi. Đây mình sẽ lui một nhẹ một chút để mình đập cái trụ nha anh em. Hết lính rồi nên không đập trụ được, mình sẽ lui về. Mình lui về để mình farm. Thì cái chiêu cuối của Triệu Vân á, thì anh em phải biết rằng đó là khi mà Triệu Vân bố cái chiêu cuối xuống thì nó sẽ hất tung tướng địch và những cái đòn đánh thường, sau đó thì Triệu Vân sẽ đánh theo sát thương chuẩn nha anh em. Chính vì vậy nên là Triệu Vân khi mà anh em đánh là anh em phải cần có cái chiêu cuối rồi anh em mới vào giao tranh thì nó mới mạnh được. Về cái build đồ của Triệu Vân. Build đồ của Triệu Vân thì anh em đánh Triệu Vân anh em lên cái build đồ đó là cái có hai món. Hai món mà anh em cần phải có đó là phức hợp kiếm. Thì cái phức hợp kiếm này nó sẽ tăng 100% công vật lý cho vị tướng Triệu Vân. Rồi còn cái tăng 100% công vật lý cho Triệu Vân sau khi mà anh em dùng chiêu nha anh em. Thì cái đòn đánh thường đầu tiên nó sẽ tăng 100% công vật lý.
nó cộng dồn với cái nội tại của Triệu Vân nữa là quá là bá đạo luôn anh em ạ. Rồi về cái món trấn phái thứ hai của Triệu Vân đó là cái Nanferic thì nó sẽ tăng 200 công vật lý, thì Triệu Vân đánh theo cái lượng công vật lý mà anh em. Chính vì vậy là khi mà anh em lên cái Nanferic này đó thì anh em sẽ có thêm 200 công vật lý và nó có cái nội tại là chinh phục, thì nó sẽ tăng 30% sát thương khi mà máu của tướng địch dưới 50%. Chính vì vậy khi mà anh em bố chiêu cuối của Triệu Vân vào á thì cái vị tướng địch nó sẽ bị sát thương chuẩn, mà sát thương chuẩn kèm theo cái lượng công vật lý nhiều như vậy thì tên bạn nó sẽ bốc hơi rất là nhanh nha anh em. Bây giờ mình sẽ đứng mình đúp ở đây, nó ở đây chờ tên bạn nó ra, không nếu không ra thì mình sẽ đập cái trụ. Thì mình thấy là tên bạn kéo xuống dưới kia rất là nhiều nên là chắc là không ai ra thủ trụ nên thôi mình đập cái trụ giữa. Có Ngộ Không nó đang chạy ra nè anh em. Úi dù ôi, Ngộ Không hả mày? Mày hả mày? Quất mày luôn mày, khô máu mày, xuống xác luôn mày, chơi mày luôn mày. Đó, anh em thấy không? Mình đã giết được thằng Ngộ Không luôn, là thằng thánh luôn rồi anh em ạ. Thì mình đã giết được tóm mạng, chết một mạng và trợ một mạng. Úi dù ôi, sao trợ ít thế? Thực ra là Ngộ Không giết không á mà, có ai giết nữa đâu. 15 mạng mình đã giết được 8 mạng rồi. Thì cái nội tại của Triệu Vân hiện tại đó là đang có 9 cái nội tại nha anh em, 9 cái nội tại nhân cho 20 là 100 là tới 180 công vật lý rồi đấy. Đó anh em cứ tính như vậy nha. Khi mà anh em giết hạ hoặc phụ thì Triệu Vân nó sẽ tăng công vật lý. Anh em để ý cái hình người có số 9 ở dưới đó anh em. Đấy, cái đó là cái nội tại của Triệu Vân. Rồi nói về build đồ của Triệu Vân thì đầu tiên cây kiếm rừng thì anh em sẽ lên cây đao tri hồn để cái đao để phong rừng chứ không lên rìu nha anh em. Rồi tiếp tục là cái chiếc dài thì anh em đánh Triệu Vân mà là một vị tướng đấu sĩ nên anh em sẽ lên cái dài kiên cường để kháng 35% cái hiệu ứng khống chế. Rồi chơi mày luôn, cô máu luôn, xuống xác mày luôn, chạy hả mày? Úi dù ui, chạy kìa, nó chạy kịp luôn anh em ạ. Thôi chạy kịp thì thôi, mình lui nha anh em, không nên hủ báo cáo trồn vào trong đó thì tên bạn nó giết mình nữa. Rồi về cái món thứ 3 và món thứ 4 của Triệu Vân thì mình đã nói rồi, hai cái món trấn phái rồi, có nghĩa là cái phức hợp kiếm và cái Nanferia là phải có. Thì còn cái 1-2 slot nữa thì cái slot cuối cùng thì sẽ lên cái giáp hồi sinh, còn một cái loại slot nữa là anh em tùy theo thôi. Thì bây giờ mình sẽ lên chơi chơi mà cà khỉ hả mày? Ui dùi ui, bạn ấy cà khỉ chơi mày luôn, quất mày luôn, một thằng hai thằng chết mày, hai thằng chơi luôn, quất luôn, khô máu luôn anh em ạ. Đấy, hai thằng chơi mà cà khỉ, ui dùi thôi mình dính chiêu rồi anh em, pha này không được, vẫn chạy được nha anh em. Sau đó thì mình tưởng đâu mình dính cái chiêu cuối của vị tướng Darcy thì mình sẽ giật ngược lại, nhưng mà không dính anh em ạ. Đấy, mình quay lại mình định ăn nhưng mà không được rồi, team mình nó đã giết rồi anh em ạ. Thì Triệu Vân trong cái mùa S1 2023 này vẫn là cực kỳ mạnh luôn nha anh em. Anh em cứ chơi Triệu Vân trong những cái rank mà mức rank thấp, ví dụ như là Kim Cương hoặc là Tinh Anh thì đánh rất là dễ. Khi đó thì anh em sẽ đánh lên rank cao thủ rất là nhanh. Thì cái build đồ phù hiệu và bản ngọc thì mình có để ở dưới màn hình, build đồ đó anh có thể anh em lên theo nha. Rồi cái bản ngọc thì về Triệu Vân thì bản ngọc sẽ là công vật lý và xuyên giáp thôi. Ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc 10 viên công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím á thì anh em sẽ gắn có thể là gắn theo kiểu như thế này, có lẽ là một có thể là gắn theo kiểu đó là công vật lý và tốc chạy, hoặc là công tốc chạy và tốc đánh 10% luôn nha anh em. Thì cái bản ngọc thì mình có để ở dưới cái phần mô tả, hoặc anh em có thể kéo xuống phần bình luận để anh em xem. Đó là cái bản ngọc của Triệu Vân. Bản ngọc này là chuẩn rồi đó anh em, không cần lên phương ăn ngọc nhiều đâu, tại vì Triệu Vân không cần lên tốc đánh cho nhiều, bởi vì Triệu Vân nó có tăng tốc đánh ở chiêu 2. Khi mà anh em dùng chiêu 2 thì tăng tốc đánh của Triệu Vân nó rất là nhanh.
Đây thì team bạn nó đang đẩy đường rất là ghê gớm ở trên kia luôn anh em ạ. Team mình nó úi dù không lý nào là team mình sẽ chết hết trên đó ta. Bây giờ mình sẽ chạy lên để mình hỗ trợ cho team nha anh em. Bây giờ mình sẽ có thể là mình sẽ móc phía sau như thế này. Mình bọc vòng phía sau này, nếu mà thằng nào gần chết thì mình sẽ bố nó chết luôn nha anh em. Đây mình sẽ núp cái bụi này. Nếu mà cái bụi này mà có thằng nào chạy ngang là chắc chắn nó chết anh em ạ. Úi giời, tên bạn không chịu chạy qua đây anh em ạ. Thôi thì mình sẽ di chuyển lên mình giết luôn nha anh em. Đây. Mày hả mày? Úi giời, cái gì? Mày hả Esu? Một thằng nè chạy đi đâu hả con sao? Chạy đi đâu nữa bạn ơi? Úi giời, bắt chim một chạy theo luôn. Đấy. Úi giời, đứng lại đó, double kill nha anh em. Giết hết, một mình Triệu Văn chấp hết đó hả? Này thì anh em thấy không, pha này thì mình đã bọc vòng phía sau và giết được hai mạng, một mạng của ông Esu và một mạng của ông vị tướng Dashi. Cái con mắt của ông vị tướng Esu nó cắm rất là nhiều anh em, mình phải đi phá thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình ăn con thằng Seja này sẽ để đẩy team nha, để đường. Team mình nó đang ở trên kia, thôi mình ăn hết mấy con quái nhỏ này xong mình hãy ăn thằng Seja cũng được anh em ạ. Ý định em ta sẵn ra đi ra đường nhưng mà thấy máu ít quá mà con bùa đỏ mình nó còn nữa nên là mình vào mình ăn cái con bùa đỏ bớt. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình ăn tờ thằng này. Nếu mà có con tờ thằng phút thứ 15 á, một mình anh em ăn thì anh em rất là khó ăn nha, bởi vì nó rất là mạnh. Nhưng mà tuy nhiên là cái con tờ thằng phút thứ 12 á, thì nó cũng rất là dễ chơi thôi. Cái pha này thì mình đã dùng chiều cuối để mình ăn luôn chứ để thằng Esu nó bán nó cả ếch nha anh em. Esu đặt mắt khá là nhiều luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi mình phá những cái con mắt này. Thì bây giờ mình đang đợi cho những cái con tàu thằng nó nhân cao lên để mà mình đẩy đường lên nha anh em. Ui dùi ui, Esu nó bán kìa. Ghê quá, quá ghê gớm luôn anh em ạ. Trong những mức rank thấp thì anh em quấn Triệu Văn rất là dễ, bởi vì khi mà rank thấp thì cái trình độ của người chơi nó cũng thấp theo. Nên là khi mà anh em dùng một con tướng cực kỳ mạnh nhưng Triệu Văn này mà lên đồ build đồ chuẩn nữa thì anh em quấn cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ lên mình sang cái vị tướng của không này nha anh em. Hồi nãy nó giống cực khịa mình, chắc chắn mà chạy ngược cái gì đấy. Chạy đi đâu hả bạn ơi? Đấy. Chạy cho nhanh nha. Úi dùi ui, cố gắng lên bạn ơi, chạy nhanh lên bạn ơi. Này nó sẽ chạy ngược lại nha nè, mình sẽ biết nó, biết ngay là nó sẽ chạy ngược lại. Nhưng mà không sao, cái mình nó sẽ lên nó ép trên kia. Biết tiếp tục là nó sẽ chạy ngược nè anh em. Ui, trời ơi, nó chế quýnh mình chết luôn kìa anh em ạ. Ui, thôi mình sẽ chạy trước nha anh em, mình chạy trước không có để nó quýnh nha. Bởi vì ngộ không này cũng khá là lanh đấy, nó quay lại nó quýnh mình mà mình gần chết luôn đó anh em. Không ngờ nó mạnh đến vậy luôn đó anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắn cái này mình lên cái liềm đoạt mạng nha anh em. Thì những cái con thằng Seja nãy mình ăn nó đẩy đường rất là cao rồi anh em ạ. Mặc dù là cái con cái vị tướng ngủ không của team bạn đã đẩy đường cái đường kia lên rất là cao, nhưng mà không sao, thì mình cũng đã tiêu diệt được vị tướng ngủ không của team bạn rồi. Bây giờ mình sẽ đập vào cái trụ luôn, nhưng mà không có lính anh em ạ, ngặt cái là không có lính đấy, thế mới đau. Cái này là cái thế lính nó sẽ quyết định nha anh em. Khi mà anh em đẩy đường được thì anh em sẽ được có cái thế lính và anh em sẽ đẩy trụ rất là nhanh. Ui ngủ không kìa anh em ạ. Ui hên quá. Ê, đập luôn cái trụ, bể luôn cái trụ, hên quá anh em ạ. Pha này thì mình đã có cái chiêu cuối của vị tướng Alumia đã giải cứu cho mình cái pha đó, chứ không pha đó bị ngủ không nó quýnh thêm phát nữa thì chắc là đi về đếm số rồi anh em. Không sao, pha này thì mình vẫn trụ được. Với lại cái liềm của mình nó vẫn chưa mất nha anh em. Nếu mà cái liềm của mình nó mất á thì mình pha đó mình cũng chả dám chơi đâu. Bởi vì cái liềm nó sẽ bất tử trong vòng 1 giây. Thì trong vòng 1 giây đó thì mình có thể là xả sát thương để mình gây ao bà nhai vị tướng ngộ không nha. Nếu mà ngộ không nó quýnh mình không chết thì mình sẽ quýnh nó chết. Thì hai thằng cái lượng đồ nó cũng ngon nhau, nhưng mà thằng nào quýnh trước thì ăn, thằng nào tạo tính bất ngờ hơn thì ăn nha anh em.
thằng nào có cái liềm đột mệnh giữ được mạng sống trong vòng một giây thằng đó cũng ăn luôn. Đây thì team mình cũng đã ăn con thằng Shiza rồi, nên bây giờ mình sẽ ép theo thằng thì chứ thằng Shiza này lên để mình kết thúc ván game nha anh em. Tại thì team bạn đang thủ nhà rất là chát, nhưng mà không sao, ba đường rồi thì mình sẽ win game rất là dễ thôi anh em. Ui ngồi không kìa. Nó đang canh me canh chua đến nhảy vào nó đập đó anh em ạ. Ui hay thế, bạn mic của team bạn, Dashi của team bạn khá là hay. Bây giờ mình sẽ nhảy vô mình chơi luôn một thằng nè. Đó đứng đó mà mua lửa với chúng tôi. Hết lính lại hết lính nữa rồi anh em. Thì Violet của team mình nó cũng phải đi về thôi, nó bụi làm gì bạn ơi. Team mình nó đang cố gắng là đẩy cái đường lên nhưng mà chưa có lính thì thôi, thì mình cũng hết máu rồi nên là mình ấy chơi luôn đi bạn ơi, đi về làm gì, đứng đây nút bụi này nè. Gấu 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 qua đây, gấu gấu ơi, gấu ơi, đó gấu nè. Ui ui rủi ui, một bố chết ngay anh em ạ, một bố là đi luôn, một bố là quy tiền ngay luôn anh em ạ. Đây là một bữa là một mạng thôi anh em ạ. Cứ triệu vang là anh em cứ bố một bố ấy ấy, xong mình luôn. Là pha này thì mình không giết được vị tướng ngô không đâu anh em. Pha này thì mình biết ngô không nó sẽ giết được mình, bởi vì pha đó nó combo quá là bất ngờ nè, nên mình không có ấy được, không có khống chế hay là không có chạy gì được hết anh em ạ. Này thì ván game này winner anh em ạ. Thì team mình nó sẽ lên nó đại trụ thôi, bởi vì có vị tướng Violet mà. Violet này nó sẽ bán cái nhà rất là nhanh thôi. Đấy. Thì ván game kết thúc tại đây nha anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy hay anh em hãy bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ.